Xin chào mọi người, em quay cho mọi người cây nịu đỏ. Nịu đỏ Mông Cổ nha các bác nhá. Đây, các bác nhìn cây này. Lựu đỏ Mông Cổ nha, đây nha các bác nhá. Đây là quả của nó như này nha các bác nhá. Có một vài cây thì là bớt lại quả, một vài cây thì nó hết quả rồi thì không có quả bớt lại. Cây rất là to đẹp luôn. Bầu biết nhà em làm cực kỳ đảm bảo, cực kỳ chắc chắn luôn. Này. Cây thoát thân này, cây thoát thân này đẹp chưa? Lô này toàn cây thoát thân đẹp đấy nhỉ. Ăn sao xa đấy. Lựa vào trong. Xuống. Bầu to nhỉ, lần này đánh bầu to thật đấy. Đi xuống xuống căn lên. Xuống căn đi. Đi cho nó kéo cái là được. Ông cứ kéo cao vào nó xuống được. Xuống nó đi. Cây này mà, cây này dễ xếp mà đúng không? Đấy, cây này nó vừa khít luôn. Mười cây đến 12 cây tùy cành thì tùy cây ấy. Xe 3 tấn rưỡi chở 4 cây liệu đủ không? Xe tải á? Xe tải thường á? Xe tấn xe cẩu của nó ấy. Có. Người ta bảo cẩu được là cẩu được. Quay đầu đuôi anh. Đây này. Hai cây thì rất là tốn diện tích nhưng mà hai cây ghép vào nhau thì nó lại thòm được vào khe anh hiểu không? Muốn 5 cây à? Tôi để chuyến sau rồi lấy thêm. Tại anh em xui anh lấy cái kia anh không lấy, anh thích cái cây lùn đấy. Đây là cây về chuyến này này, em phải gọi anh lên ngay đấy. Cây đẹp. Rồi em bảo người ta, em có cho thợ. Vâng. Không, em không quan tâm đâu, em cứ biết là em giao cây đâu, còn anh tự làm việc với khách. Khách của anh em không quan tâm. À. Rồi, ok anh. Ok anh. Vâng, anh về nhá. Vâng. Ok anh. Đây nha, cây cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Cây xuất sắc luôn. Mảnh gốc to, dã man. Nhờ, nô này đẹp nhờ. Xe sau đấy á. Chơi con thằng Mạnh chết, con thằng Mạnh. Mình ám hình con thằng đấy đó. Nó chọn cây. Chọn cây nó phải chọn cây đẹp. Nó không lấy thì cháu lại lấy cho thằng Mạnh. Nếu mà xe đấy nó bảo nó cụt, nó không lấy thì tôi lại lấy cho xe đấy. Thì tôi lại không lấy cây bên kia nữa, hiểu không? Ở bên kia tôi mới bốc một xe thôi, tuần sau tôi mới lại bốc. Tí nhường cho em một cây thân trắng ở đây nhá. Không. Không, cái hai ngàng mà nó trắng, nó không phải nó gì. Nó bị trắng này này. Nó bị cái màu này. Người ta đang yêu cầu cái trắng thôi, xinh đẹp. Thật sự không đẹp, cây hai ngàng. Đây không, đây. Khách người ta chốt xe này rồi, không đổi. Đã nhìn thấy cái ảnh đây chưa? Rồi, ôi, đây có cái gì đẹp mà đẹp. Nó thân nó trắng này thôi. Nhưng mà xe kia về đây chưa? Xe kia ở kia đấy. Ờ. Không có đây lại đợi lâu không em mà đợi được. Không, ở kia kìa đợi cùng nhau về đây luôn. Thằng Mạnh nó tóm lại là có lấy không? Nếu nó không lấy thì tôi lại lấy cho bên này. Cả cái cây ngắn tôi vẫn lấy được mà. Hỏi nó đi xem nó có lấy không. Không lấy thì là thứ năm tuần sau tôi lại cẩu. Tôi cẩu luôn. Thì tôi không. Đây là cây đẹp không bà con ơi? Xuất sắc.
Cây tán, tán to nhỉ? Đây là cây này vừa khít góc mày luôn này. Chờ giữa luôn. Con này vào giữa là vừa khít cái cành đâm đâm này, nó xuyên vào cái góc này này. Cây này có quả luôn nhé bà con nhá. Cây này nó có quả luôn này. Đây. Eo to không các bác ơi. Dã man to này. Dã man không? To dã man luôn. Ông ơi, ông bật ra cho cái quả. Bật cái quả, cái cành kia nó. Bắn được ra tí nữa không? Bắn được ra tí nữa không? Bắn ra ăn cùi vào sao? Con này tốn diện tích nhờ. Cắt bớt cành đi. Vâng. Có bằng đây, cứ để đây này. Ôi trời ơi. Lúc là hai quả. Cái này dưới đây, cứ lên đây. Ừ, cái chỗ này mang ra đây rồi. Mọc cá còn lấy ghế này ngồi nữa. Đây nhá bà con nhá. Quả lựu đấy em vừa vặt ở trên cây xuống. Thẩm định luôn, khách đâu rồi? Và ông đâu, ông để đấy cháu. Anh ơi. Quả này đây vừa vặt trên cây cho anh thẩm định luôn này. Thực tế này. Vừa vặt ở trên cây xuống anh bóc thử ra ăn thêm ngọt không? Anh bóc đi để em quay video xem anh là khách cho người ta nhận xét. Quay đi ơi. Anh bóc đi em xem là thẩm định. Đây là quả lon. Tối nay cây của anh có quả mà. Lấy xe bóc một tớ vâng. Vâng vâng. Có không ăn luôn mặt không ăn tí nào. Đây. Vâng vâng anh về nhá. Chiều này đẹp đúng không? Rồi. Đây nhá quả lựu em vừa vặt trên cây xong. Ông có lại bảo là các bác lại bảo em là mua lựu ngoài chợ để bán các bác đây. Đỏ au luôn. Đấy đỏ au luôn nhá. Hàng siêu ngon siêu ngọt. Không ngon không lấy tiền các bác ơi. Quá ngọt luôn. Hàng này là hàng vặt ở trên cây xuống đấy nhá. Không ngon là không lấy tiền. Không ngon không ngọt là em không lấy tiền các bác ơi. Quá là ngon luôn. Kéo vào trong lên đi. Đâu Trâm ơi. Cú ơi. Chép nó sau đây đi. Thả xuống đi. Xuống đi. Xuống đi. Thả cái đồ nó vào xuống. Xuống đi. Cú khỏe rồi. Lên. Kéo được vào đấy. Cái ngọn cắt bớt đi ít. Anh lái xe, anh nên phụ mấy bác ở trên đây một tí. Không cần đâu. Không cần rồi, không nhờ rồi. Xe đi chở bạc rồi. Rồi thì đã giúp rồi, đúng không? Cắt bớt cái phần lè xè ra, không cần phải để cành nhiều thế. Đây này, cành bên này này. Cắt luôn đi cho nó gọn. Tư. Đây.
Xe này có 10 cây thôi nên là cứ phiên phiến thôi. Dư xe ra thằng béo nó lại phải đi bốc hàng chỗ khác. Thằng ấy nó khôn lắm. Mẹ khôn nhất bất Hưng Yên. Khôn thì khôn dưới trướng hết. Giỏi chứ tôi không vẫn phải dưới bàn tay của tổ. Đây các bạn ơi, nịu về nha, nịu đỏ mông cổ nhá, cứ mãi kể to quá. Khách mua hàng cứ thích cây to cơ. Được chưa? Nó cũng không qua cao. Cắt đi tí tí là được mà. Thay tài. Hôm nay nhà em xếp khoảng 3 xe thôi khách. Ngon quá, cứ mãi ăn, quay. Bây giờ được 3 cây rồi.